Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 8 nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là dấu hiệu số 5, dấu hiệu nhận biết hình hình vuông, dấu hiệu nhận biết hình vuông. Thì dấu hiệu thứ 5 này phát biểu như sau: hình thoi có hai đường chéo, bằng nhau là hình vuông, được chưa? Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau thì gọi là hình vuông. Thì để chứng minh hình vuông thì các bạn chỉ cần chứng minh bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau, hay còn gọi là chứng minh nó là vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi. Vậy hình thoi đã đảm bảo rồi, bây giờ chỉ cần chứng minh nó là hình chữ nhật. Để chứng minh nó là hình chữ nhật thì chỉ cần chứng minh nó là bốn góc vuông. Vậy chứng minh gương góc thì các bạn dùng cái gì? Thì để làm được điều đó thì mình sẽ chứng minh sau đây. Thứ nhất thì ta biết rằng mình vẽ hình A, B, C, D hai đường chéo bằng nhau. Hai đường chéo này bằng nhau, được chưa? Hai đường chéo bằng nhau. Thì ta biết là A, B, C, D là hình gì ạ? Hình thôi. Thì hai đường chéo của nó như thế nào? Thì suy ra được là A, C sẽ vuông góc với VG. Ổn chưa? Và ô là trung điểm, ô là trung điểm của A, C, phẩy, BG. Do gì ạ? Do AC bằng BG. Tại sao có ạ? Đây, giả thuyết cho này, hai đường chéo bằng nhau thì suy ra đoạn AO bằng OB bằng OG bằng OC. Rồi, bằng vuông góc mà hai cạnh bên bằng nhau thì cái tam giác AOB, AOD là tam giác gì ạ? Tam giác AOB phải tam giác AOD là những tam giác vuông cân. Mà tam giác vuông cân thì các góc đáy của nó sẽ bằng, vậy là góc A1, A2, B1, B2. Vậy góc A1 bằng 45 độ. Còn không thì các bạn dùng cái tính chất góc ở đáy, góc A trong cái tam giác AOB nha. Góc ở đáy sẽ bằng 180 độ trừ góc ở đỉnh, là góc O là 90 độ chia 2. 180 trừ 90 là được 90, 90 chia 2 được 45 độ, được chưa? Thì suy tương tự cái góc A2 cũng bằng 45 độ. Vậy góc A lớn của mình bằng A1 cộng A2 thì sẽ bằng là bằng 90 độ, được chưa? Hình thôi mà có một góc bằng 90 độ thì suy ra nó là hình vuông. Vậy là mình vừa chứng minh cái dấu hiệu số 5 dựa trên cái dấu hiệu số 4 nha các bạn. Các bạn nào mà muốn tìm hiểu cái dấu hiệu số 4 được chứng minh như thế nào thì các bạn có thể vào cái mục miêu tả của mình để xem cái đoạn clip trước nha. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Các bạn nào mà có vướng mắc thì các bạn hãy comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Bye bye.